Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 17 cho đến hết câu thứ 42. Lần trước chúng ta học về sự phát triển của đạo Chúa sau khi các sứ đồ đã làm dấu kỳ phép lạ. Ông Anania và bà Sapphira đã ngã xuống chết tại chân của ông Phi-e-rơ, thì Chúa cho đạo của Chúa càng ngày càng được bành trướng. Và chúng ta thấy rằng khi đạo của Chúa được bành trướng thì những kẻ thù của đạo Chúa rất là giận dữ và muốn tiêu diệt đạo của Chúa cũng như sứ giả của đạo Ngài. Và đó là điều chúng ta sẽ học sáng hôm nay trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 17 đến câu 42. Cái đề tài là rao truyền danh Chúa. Xin chúng ta cùng theo dõi lời Chúa. Bây giờ, kể cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đang ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng, đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ, mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày vào đền thờ, sởi sự giảng dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận với thảy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám, đặng điều các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về, trình rằng chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bức tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng, kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đang ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự. Kể đó quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ dân chúng ném đá. Và khi điều các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng, chúng ta đã cấm nhặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của Tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng bàn mưu giết các sứ đồ. Nhưng một người Pharisee tên là Gamaliel, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Kế đó người nói rằng, hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này. Trước đây Giuđa dấy lên xưng mình là kẻ tôn trọng, có đồ 400 người theo hắn. Hắn bị giết và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn có Giuđa người Galilê dấy lên về thời kỳ tu bổ dân, đuổi nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết. Bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Nay ta khuyên các ngươi hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Nếu mưu luận và công cuộc này bởi người ta thì sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe lời người thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Giê-xu mà giảng dạy, đoạn tha ra. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-xu.
Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ, rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Đấng Christ. Lạy Chúa Thánh, chúng con cảm ơn Chúa vì gương sáng mà Chúa đã ban cho chúng con qua các sứ đồ. Xin Cha Ngài giúp cho chúng con cứ trung tín trong việc làm thành đại mạng lệ mà Chúa đã giao phó cho chúng con. Xin Cha Ngài soi sáng dạy dỗ cho chúng con qua lời của Chúa sáng hôm nay. Xin Ngài cai trị trên thì giờ này để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con được đẹp ý Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị có điều gì để mình sống chết không? Quý vị sống cho điều chi và chết cho điều chi? Các sứ đồ sống chết vì danh của Chúa. Đó là điều mà tôi xin gửi đến quý vị, là chúng ta hãy sống chết vì danh của Chúa. Sống là sống cho danh Chúa, và chết cũng là chết cho danh Chúa. Quý vị có biết công tác nào của Hội Thánh mà không thể thực hiện ở trên trời không? Bây giờ thì Hội Thánh cầu nguyện với Chúa, lên trời mình có còn tiếp tục nói chuyện với Chúa không? Vẫn còn. Bây giờ chúng ta hát ca ngợi Chúa lên thiên đàng thì chúng ta có còn hát ca ngợi Chúa không? Vẫn còn. Bây giờ thì chúng ta lắng nghe lời Chúa lên thiên đàng, chúng ta còn lắng nghe lời Chúa không? Vẫn còn. Vậy có một công tác nào mà lên thiên đàng chúng ta sẽ không làm nữa? Là truyền giảng. Dạ đúng rồi, là chứng đạo, là điều mà chúng ta sẽ không còn làm ở trên thiên đàng. Cơ hội bây giờ là cơ hội để chúng ta có thể truyền giảng. Chứng đạo là trung tín, rao truyền ra Chúa cứu thế qua đời sống và qua môi miệng. Qua đời sống của chúng ta và qua môi miệng chúng ta, chúng ta rao cho người ta biết về danh cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Mỗi quý vị là tín đồ phải ý thức rằng mình có trách nhiệm đối với công tác chứng đạo và phải cam kết để thực hiện điều đó. Quý vị có thấy điều đó không? Tôi là người có trách nhiệm, tôi là người có cái sự cam kết để thực hiện điều đó. Quý vị có thể nói như vậy không? Cảm ơn Chúa. Ông mục sư Charles Spurgeon có nói thế này: nếu những người có tội phải chịu đọa đày thì ít nhất họ phải vượt qua thân thể ngăn chặn của chúng ta mà vào quả ngục. Nếu họ bị hư mất, hãy để họ bị hư mất với đôi tay của chúng ta ôm quanh đầu gối của họ. Đừng để một ai đi đến nơi đó mà không được cảnh báo và không được cầu thầy. Thật chí lý phải không quý vị? Nếu những người mà có tội mà phải chịu đọa đày thì ít nhất họ phải vượt qua cái thân thể ngăn chặn của chúng ta mà đến nơi đó. Tức là chúng ta vì yêu thương họ, cố gắng để mà ngăn trở họ đừng có đến nơi hỏi ngục. Và chúng ta ôm lấy đầu gối của họ để mà cầu nguyện cho họ, để mà cảnh báo họ. Thưa quý vị, đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc sáng hôm nay nói đến ba điều. Thứ nhất là nói đến cái sứ mạng mà Chúa đã giao cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng các thầy tế lễ cả đã bắt các sứ đồ và đem giam vào ở trong khám công. Ở trong đó, nhưng mà ban đêm thì có một thiên sứ của Chúa đến và giải cứu họ ra khỏi tù. Và thiên sứ bảo họ như thế này: hãy đi đứng nơi đền thờ và rao giảng cho dân chúng mọi lời của sự sống này. Ở đây có hai cái động từ chính ở đây, là động từ đi và động từ rao giảng. Hãy đi ra khỏi tù, đi vào đền thờ, đi đến nơi dân chúng tụ họp. Và Chúa đã gửi các thiên sứ đến. Thiên sứ đến không phải để mà rao tin mừng cứu ơn, nhưng mà để giải cứu các sứ đồ ra khỏi tù để mà họ có thể rao tin mừng cứu ơn. Có những lúc chúng ta ở trong cái chỗ mà chúng ta không thể làm công việc Chúa giao cho chúng ta được,
Chúa sẽ giải cứu chúng ta, sẽ đem chúng ta ra khỏi cái chỗ khó khăn đó để chúng ta có thể hầu vị Chúa. Nhưng mà cái công tác đó là Ngài giao cho chính chúng ta. Chúa đã giao cho các sứ đồ và các thánh đồ, trong đó có chúng ta, cái mạng lệnh là như thế nào? Hãy đi khắp thế gian, khiến muôn dân trở nên môn đệ của Chúa, môn đồ của Chúa, dạy họ giữ mọi điều Chúa đã truyền cho, là phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Như vậy chúng ta được sai phải ra đi. Hãy đi, đi ra khỏi cái chốn lao tù này. Hãy đi, đi đến đền thờ, đến với gặp dân chúng mà rao ra về phúc âm của Chúa. Ở đây nói rằng hãy đến cho, nói cho dân chúng mọi lời của sự sống này. Cái đại mệnh lệnh không phải là một cái sự lựa chọn để mà chúng ta cân nhắc có nên làm hay không, nhưng là một mạng lệnh để chúng ta thi hành. Đó là lời của vị mục sư, một vị giáo sĩ tiền phong ở tại Trung Hoa là Hudson Taylor. Ông đã nói như thế này: The Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Thưa quý vị, chúng ta là những chiến sĩ thập tự. Chiến sĩ thì phải vâng lệnh của người đi đầu. Chúa bảo hãy đi thì chúng ta phải đi. Khi mà Chúa nói hãy tiến mà chúng ta không tiến, tức là chúng ta đào ngũ, phải không quý vị? Nếu Chúa bảo chúng ta tiến mà chúng ta lùi là chúng ta đã bội phản. Như vậy thì chúng ta là những chiến sĩ thập tự. Chúa bảo chúng ta đi, chúng ta có trách nhiệm phải vâng lời. Chúng ta không có ngồi bàn thảo có nên đi hay không, nhưng mà chúng ta phải vâng lời và đi ngay. Thiên sứ bảo hãy đi ra khỏi khám công. Thôi thôi từ từ đã, tôi ở đây cũng không sao, không đến nỗi nào. Công việc mà giảng đạo cũng từ từ đã, không sao. Nhưng mà thưa quý vị không, khi mà Chúa truyền lệnh đi thì họ lập tức ra khỏi tù và đi đến đền thờ để mà rao giảng danh của Chúa. Và động từ đầu tiên mà chúng ta thấy đó là đã đi, kế đến là động từ rao giảng. Nhưng trước khi nói rao giảng thì tôi xin thưa quý vị thế này: Chúa đã giải cứu các sứ đồ ra khỏi ngục tù để rao truyền danh Chúa thế nào, thì Ngài cũng muốn chúng ta đi ra khỏi những nơi, đi ra khỏi những điều đang kìm giữ chúng ta để chúng ta có thể rao truyền danh Chúa. Điều gì đang giữ chân của quý vị để quý vị không thể nói về Chúa cho những người khác? Chúa muốn giải thoát quý vị ra khỏi cái điều đó, ra khỏi cái sự bận rộn, ra khỏi cái sự nhát nhớm, ra khỏi cái sự thiếu tình thương để quý vị có thể đi làm công việc Chúa. Và như Chúa đã bảo các sứ đồ đến đền thờ nơi dân chúng tụ họp để rao truyền danh của Chúa, thì Ngài cũng muốn chúng ta đi đến với đồng bào và rao truyền danh của Ngài. Mệnh lệnh đầu tiên mà thiên sứ bảo cho các môn đồ là hãy ra đi, và mệnh lệnh kế tiếp là hãy rao giảng. Ra đi và rao giảng. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy cái lời cái sứ đồ, cái thiên sứ đã nói với các sứ đồ: hãy đi đứng nơi đền thờ và rao giảng cho dân chúng mọi lời của sự sống này. Đi là việc họ phải làm, và rao giảng là việc họ phải làm. Đó là hai cái động từ chính ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là hai cái mệnh lệnh. Còn có một cái từ nữa là cái từ đứng nơi đền thờ. Chữ đứng này là một phân từ nói đến cái cách họ phải làm. Đứng ở đâu? Đứng nói đến cái công việc làm. Thưa quý vị, cái phương pháp làm việc nó thay đổi, nhưng mà cái công việc thì nó không thay đổi. Chúng ta phải đi ra và chúng ta phải rao giảng. Cần đi đến nơi đâu, làm như thế nào, đứng hay ngồi hay như thế nào thì đó tùy theo cái môi trường, phải không quý vị? Tức là Chúa bảo chúng ta phải đi ra, ra đi và rao giảng, rồi chúng ta tùy theo cái môi trường của chúng ta mà chúng ta thích ứng. Và chúng ta có được rõ ràng cái nội dung để mà rao truyền, đó là lời này của sự sống, không phải là lệnh của sự sống này nhưng mà lời này của sự sống là hãy đi ra nói về Chúa Giêsu. Như vậy thưa quý vị, sứ mạng của chúng ta rất là rõ ràng. Không có ai có thể nhập nhằng nói là tôi không biết Chúa giao cho tôi sứ mạng phải làm gì. Sứ mạng của chúng ta là gì quý vị? Thứ nhất là ra đi, và thứ hai là
rao giảng, ra đi rao giảng, ra đi rao giảng. Đó là sứ mạng của chúng ta. Kế đến là chúng ta đọc thấy về cái sứ điệp mà chúng ta phải rao giảng. Ở đây khi mà các thầy tế lễ cả, những người Sa-đu-xê nhóm họp lại buổi sáng, không biết sao đột nhiên, Kinh Thánh dùng cái chữ đột nhiên thinh lình, họ tụ tập lại và họ bây giờ đem mấy cái ông sứ đồ đó ra đây, mấy cái người mà giảng tin lành, giảng đạo đó ra đây. Rồi người lính hấp tấp chạy tới nơi khám công để mà tìm thì không thấy. Trở về báo cáo, chúng tôi thấy cửa khóa then cài, nhưng khi mở ra thì không thấy ai ở trong đó cả. Họ bực tức bối rối lắm, không biết chuyện gì xảy ra. Và họ đang bối rối như thế, có người nói rằng những người mà các ông đi tìm thì đang đứng ở tại đền thờ và dạy dỗ dân chúng. Thì bây giờ họ mới sai người lính tới để mà bắt, nhưng mà sợ dân chúng ném đá, cho nên mới một cách nhẹ nhàng, lễ phép lịch sự để bắt mấy người này đem đi tới. Và khi đến gặp các thầy tế lễ rồi, thì giờ các thầy tế lễ và người Sa-đu-xê muốn chối tội, cho nên buộc cho các sứ đồ cái lỗi là đã làm máu của Chúa đổ trên họ. Và chúng ta đọc thấy là như vậy. Và ở trong cái vị trong Kinh Thánh chúng ta đọc trong câu 28, chúng tôi đã nghiêm cấm các anh lấy danh đó để dạy dỗ, thế mà các anh làm cho Jerusalem tràn ngập giáo lý của mình, lại còn muốn cho máu người ấy đổ lại trên chúng tôi nữa. Chúng ta thấy cũng lạ, ở đây nói rằng chúng tôi đã nghiêm cấm các anh lấy danh đó để mà dạy dỗ. Nhưng mà thưa quý vị, cái từ ở đây không phải là lấy danh đó mà giảng dạy, mà lấy danh này mà giảng dạy. Và kế đến là nói là làm cho Jerusalem tràn ngập giáo lý của mình, lại cũng muốn cho máu người ấy đổ lại trên chúng tôi nữa. Nhưng mà đúng ra phải dịch là làm cho máu người này đổ lại trên chúng tôi nữa. Quý vị nói có gì đâu mà phải suy nghĩ này với lại đó. Thì có, khi mà chúng ta nói cái gì mà nó gần với chúng ta thì chúng ta dùng cái chữ này, mà chúng ta muốn nói cái gì mà nó xa đó chúng ta dùng cái chữ đó. Thì ông McCain đã gặp khó khăn khi mà trong năm mà ông ra tranh cử đó, thì ông nói về cái ứng cử viên Obama rằng cái người đó that man thì bị báo chí phê bình một cách nặng nề, là coi thường cái người đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây á, thì những người này họ nói rằng chúng tôi đã nghiêm cấm các anh không được lấy danh này mà giảng, và không có là các anh muốn máu của người này đổ lại trên chúng ta sao. Quý vị đọc ở trong tiếng Anh là this name and this man, không phải là that name, không phải là that man. Phải không quý vị? Tức là chúng ta thấy ở đây họ có một ít na, họ cũng có cái gì đó kính trọng, kính nể đối với lại danh của Chúa. Họ đã thấy những cái việc lạ lùng xảy ra, họ thấy những người này bị bắt bỏ trong khám, mà sáng ra thì ra khỏi khám mà không có sợ gì cả. Không phải là được ra khỏi khám rồi thì chúng chui chúng nhủi chúng thôi bị bắt nữa, nhưng mà ra khỏi khám rồi thì đứng ngay trước đền thờ để mà rao giảng cho dân chúng. Bây giờ thì họ gọi đến và nói chúng tôi đã cấm các anh lấy danh này mà rao giảng, mà các anh vẫn làm. Tuy không lẽ các anh muốn cho máu của người này đổ trên chúng tôi sao? Chối tội không? Mấy ổng giết mà mấy ổng nói bây giờ đổ máu của người này đổ trên chúng tôi sao? Rồi các sứ đồ nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại từ cái chết. Ngài là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Không có thể chối tội được, mà các sứ đồ cũng chẳng sợ gì cả. Biết rằng mấy ông này có thể chém đầu hay là treo đấm đá, hoặc là tìm cách nào vu khống để mà cũng treo cái thập tự mấy ông nữa. Nhưng mà mấy ông không sợ. Mấy ông rõ ràng, mấy ông nói
Lúc đó có Chúa Thánh Linh ở cùng, cho nên các sứ đồ mạnh mẽ để mà rao giảng như vậy. Và cái sứ điệp thứ nhất là gì? Sứ điệp đây là sự chết và sự sống lại của Chúa. Khi chúng ta giảng tin lành, chúng ta phải rao ra sự chết và sự sống lại của Chúa. Bằng không thì chúng ta không phải rao giảng tin lành. Nếu quý vị nói cái gì đó nói mà chưa có trình bày cho người ta biết rằng Chúa Giêsu đã chết vì cớ tội lỗi của họ, nhưng mà Chúa Giêsu không chết luôn, Ngài đã sống lại từ cái chết, và Ngài hiện đang sống, và Ngài đang làm vua cầm quyền trên muôn loài. Phải nói đến sự chết và sự sống lại của Chúa, bằng không thì không phải là giảng tin lành. Quý vị đồng ý không? Chúng ta là những người sống chết vì danh của Chúa, thì chúng ta phải rao ra về sự chết và sự sống lại của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi không biết gì hết ngoại trừ ra Chúa Giêsu Christ và Ngài đã chết và sống lại. Thì ông rao ra về phúc âm của Chúa, rao ra rằng Chúa yêu thương chúng ta và đã chết thay vì tội của chúng ta, và Ngài là đấng công chính, Ngài đã sống lại từ cái chết để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa chết nhưng mà Ngài đã sống lại. Sứ đồ Phi-rơ nói một cách rõ ràng, một cách mạnh mẽ: Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã chơ trên cây gỗ và giết đi. Chúng ta là những người đã treo Chúa Giêsu trên cây gỗ và giết đi vì cớ tội lỗi của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đổ thừa cho người Do Thái đã bắt Chúa Giêsu nộp, rồi đổ thừa cho người La Mã đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Nhưng mà thưa không quý vị, chúng ta là người đã khiến Chúa Jesus Christ phải bị treo thân trên thập tự giá. Chúng ta nói cho mọi người biết rằng chính vì tội của quý vị mà Chúa Giêsu phải chết. Nếu quý vị không có tội thì Chúa Giêsu đã không chết. Nhưng mà vì quý vị có tội, Chúa Giêsu bằng lòng chết vì tội của quý vị. Và Chúa Giêsu đã sống lại để đem ơn cứu rỗi cho quý vị. Đó là điều mà chúng ta cần phải rao ra. Mọi người phải nhận biết, ý thức về tội lỗi của mình, và họ cần đến ơn cứu rỗi của Chúa. Kế đến là chúng ta phải rao ra rằng Chúa Giêsu là vua và là cứu Chúa. Và sứ đồ Phi-rơ nói tiếp trong câu 31 phần Nga rằng Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên phải Ngài làm vua, hay là thủ lãnh và cứu Chúa. Ở đây thì trong bản tiếng Việt chúng ta dịch là vua, nhưng mà thật sự ra cái từ này phải dịch là thủ lãnh thì mới đúng. Cái chữ này nói đến cái người đi đầu, tiếng Anh gọi là leader. Chúa Giêsu là cái người đi đầu để mà đem cái sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúa Giêsu, Ngài hướng dẫn chúng ta đến với Chúa, Ngài là đấng đi đầu. Chúa Giêsu đã chết nhưng mà Ngài không có chết luôn. Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại và Ngài trở nên vị tướng lãnh cầm cờ để mà đi. Và khi chúng ta ra đi rao giảng, chúng ta đi dưới ngọn cờ của Chúa. Ngài là đấng đã đến để đem sự cứu rỗi cho chúng ta, và Ngài cũng là đấng đến để hướng dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi, cho nên Ngài là người lãnh đạo của chúng ta và là đấng cứu rỗi chúng ta. He is our leader and our savior. Chúng ta đi thì chúng ta đi theo Chúa. Có một hình ảnh rất là đẹp mà Chúa Giêsu dùng để nói mối liên hệ của Chúa với chúng ta, đó là hình ảnh người chăn và đàn chiên. Người chăn thì đi trước và chiên theo sau. Ngài là leader và chúng ta đi theo Chúa. Chúa có phải là thủ lãnh, là người lãnh đạo quý vị không? Nếu có thì quý vị phải đi theo Chúa. Nếu mà quý vị bầu một người lên để làm người lãnh đạo, quý vị đi chơi xong rồi bây giờ không biết trưa nay mình sẽ đi ăn ở chỗ nào, thôi nhờ ông A làm người hướng dẫn để mà đi ăn trưa. Nhưng mà ra cái ổng quẹo tay phải, cái mọi người quẹo tay trái, thì ổng có phải là người lãnh đạo không quý vị? Dĩ nhiên là không. Ở đây nếu Chúa Giêsu là người lãnh đạo của chúng ta thì chúng ta phải đi theo Ngài, thì Ngài mới thật sự là người lãnh đạo chúng ta. Vì Chúa Giêsu đi đầu và chúng ta đi theo Chúa. Và Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cái chết và tôn Ngài lên làm người lãnh đạo của chúng ta.
Cho nên dịch là vua là đúng, tại vì thần dân phải đi theo vua, phải bước đi theo vua. Nhưng mà để rõ cái ý ở đây, Ngài là đấng hướng dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi, Ngài là đấng đi đầu để đem chúng ta sự cứu rỗi. Cùng một cái chữ này đã được dịch là cội nguồn ở trong Hebrew đoạn 2 câu thứ 10. Trong Hebrew đoạn 2 câu 10 thì nói thế này: vì muôn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời. Chúng ta hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời. Nên khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, Ngài đã khiến đấng làm cội nguồn ơn cứu rỗi của họ phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp. Khi muốn đem chúng ta đến cái sự vinh quang, thì Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu là cội nguồn của sự cứu rỗi. À, cái chữ cội nguồn ở trong câu này là cùng một chữ mà được dịch là vua hay là thủ lãnh ở trong công vụ cái sứ đồ đoạn 5 câu thứ 31. Ngài là người thủ lãnh của ơn cứu rỗi, Ngài là người đi đầu, Ngài là người hướng dẫn để đi đến sự cứu rỗi. Và Chúa Giêsu, Ngài đã đi đầu, Ngài đã trải qua nhiều cái sự khổ đau, hoạn nạn để đem lại cho chúng ta sự cứu rỗi đó. Ngài đã đi đầu và chúng ta bước đi theo Chúa. Như vậy khi chúng ta rao giảng về Chúa Giêsu, rao giảng về danh Chúa, thì thứ nhất là chúng ta rao về sự chết và sự sống lại của Chúa. Chúa chết vì tội của chúng ta và Ngài sống lại để đem ơn chúng ta, đem cho chúng ta ơn cứu rỗi. Thứ hai, chúng ta phải rao rằng Chúa Giêsu chết và Ngài không có chết luôn. Ngài đang sống và Ngài là vua và Ngài là cứu Chúa. Chúng ta phải đi dưới ngọn cờ của Chúa, đi theo Chúa, sống bước với Chúa mỗi ngày, và chúng ta nhờ cậy Chúa để mà được ơn cứu rỗi. Và thứ ba là phải ăn năn để mà được sự tha tội. Đức Chúa Trời khiến Chúa Giêsu được trở nên thủ lãnh và cứu Chúa là để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel, mà không phải cho dân Israel mà thôi, mà cho mọi người nào có lòng ăn năn đến với Chúa. Ăn năn là thế nào quý vị? Ăn năn là thay đổi cái nếp sống của mình. Ăn năn là kết quả của cái sự hoàn toàn thay đổi trong tư tưởng và thái độ. Tư tưởng và thái độ đối với tội lỗi và đối với sự công chính. Mặc dù ở trong cái sự ăn năn nó có cái sự đau buồn thống hối vì cớ tội, nhưng cái điều quan trọng ở trong cái từ ăn năn được dùng trong Kinh Thánh là cái sự thay đổi toàn vẹn quan điểm và hành động đối với Đức Chúa Trời. Đó là ăn năn. Một người ăn năn là một người có một sự thay đổi, không phải trong cái tư tưởng mà thôi, nhưng mà trong cái thái độ, trong cái hành động, tức là trọn cuộc đời của mình thay đổi. Mà bắt đầu bằng cái tư tưởng, trước kia mình nghĩ mình là vua của cuộc đời của mình, mình làm chủ cuộc đời của mình sống theo ý mình, muốn làm gì thì làm, mình thấy cái gì thỏa thích thì mình làm. Nhưng mà một khi đến với Chúa ăn năn thì bây giờ mình không còn làm vua cuộc đời mình nữa, mà ai là vua cuộc đời của chúng ta? Khi chúng ta ăn năn, Chúa Giêsu. Giêsu là vua, là thủ lãnh của cuộc đời chúng ta. Ngài có quyền trên cuộc sống chúng ta. Chúng ta không sống theo ý của mình nữa, nhưng chúng ta sống theo ý của Chúa. Không phải cái điều chúng ta muốn nữa, nhưng mà cái điều Chúa muốn. Chúng ta sống vì Chúa và nhờ Chúa, như câu Kinh Thánh trong Hebrew nhất đoạn 2 câu 10: muôn vật hiện hữu vì Đức Chúa Trời và là do, nhưng muốn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta sống không phải là do chúng ta, mà cũng phải vì chúng ta. Chúa cho chúng ta hiện hữu, chúng ta được sống là vì Chúa và do Chúa. Quý vị sống hàng ngày cho ai và do ai? Chúng ta cần phải sống cho Chúa. Nếu chúng ta sống cho chính chúng ta, quý vị biết rồi, toàn là những cái sự đau buồn, những cái sự mất mát, những cái sự hối tiếc khi chúng ta sống cho chính mình. Chúng ta mong muốn khao khát, rồi khi chúng ta đạt được cái điều mà mình mong muốn khao khát, chúng ta thấy nó cũng chẳng làm cho chúng ta vui mấy là bao nhiêu. Chúng ta có thể có được cái đó rồi đó, nhưng mà rồi chúng ta lại ham muốn thêm nữa. Có được một thì chúng ta muốn hai, có được cái gì đó tạm xài được rồi thì chúng ta muốn cái tốt hơn, rồi sao cứ đeo đuổi theo đó. Mà chúng ta sống cho chính mình. Nhưng mà Chúa thì muốn chúng ta sống theo Chúa. Và khi chúng ta sống trong mối tương quan với Chúa, tận hưởng Chúa và giúp đỡ cho những người khác cũng tận hưởng Chúa, chúng ta sẽ sống trong cái sự thỏa vui. Cảm ơn Chúa vì điều đó.
Chúa Giêsu là vua và cứu Chúa chúng ta. Bởi ăn năn thì chúng ta được sự tha thứ. Tội lỗi ngăn cách của chúng ta với Chúa, và khi chúng ta ăn năn thì Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta và xóa bôi đi những gian ác của chúng ta, để bây giờ chúng ta không còn có sự ngăn cách với Chúa nữa. Chúng ta cần được sự tha thứ của Chúa để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa. Nếu quý bạn chị em còn ở dưới cái gánh nặng của tội lỗi, nếu quý vị còn mang cái bọc tội lỗi đó ở trên lưng và đi một cách nặng nề, đang đi trong sầu khổ, đi trong hối tiếc, đi trong buồn đau, quý vị ơi, hãy đến với thập tự giá của Chúa. Hãy đến với thập tự giá của Chúa, và tại nơi đó hãy trao cho Chúa cái gánh nặng tội lỗi của quý vị. Hãy cắt nó khỏi lưng của quý vị để quý vị có thể sống một cách nhẹ nhàng, thoải mái, thông dong bước đi theo Chúa. Chúa bảo chúng ta hãy lột bỏ những cái tội lỗi dễ vấn vương mà bươn theo cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa ăn năn tội, thay đổi cái quan niệm của mình đối với Chúa, đối với chính mình, để được sự tha thứ. Trước kia Chúa Giêsu không phải là Chúa của chúng ta, nhưng bây giờ Ngài là Chúa của chúng ta. Đó là cái sự ăn năn. Ăn năn tức là quay lại đó. Trước kia chúng ta khước từ Chúa, giống như là người Do Thái, họ đã đấm đinh Chúa trên thập tự giá, chúng ta coi thường Ngài. Nhưng khi Chúa Thánh Linh tác động trên đời sống chúng ta, ban cho chúng ta được ơn cứu rỗi, ban cho chúng ta được ơn tái sanh, thì chúng ta có Chúa Giêsu làm vua, làm chủ cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã bàn về cái sứ mạng Chúa đã giao cho chúng ta là rao truyền về danh của Chúa. Chúng ta đã bàn về cái sứ điệp mà Chúa đã giao cho chúng ta, đó là rao truyền về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Và rao truyền rằng Chúa Giêsu là đấng đang cầm quyền chủ tể, Ngài là đấng ban ơn cứu rỗi. Và chỉ bởi ăn năn tội là chúng ta được Chúa tha thứ và tiếp nhận, và chúng ta được phục hồi mối tương giao với Chúa. Đơn giản như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về người sứ giả. Người sứ giả có những cái đặc điểm như thế nào? Người sứ giả là người được Chúa sai đi. Chúng ta là những sứ giả. Chúng ta sẵn sàng chết và sống vì danh của Chúa. Chúa đã giao cho chúng ta cái nhiệm vụ đó. Chúng ta sống vì Chúa và chết vì Chúa. Và người sứ giả thì có cái bổn phận là phải vâng phục. Người được sai đi phải nói trung thực cái điều mình đã được giao phó. Một vị đại sứ được nước của mình sai đi thì phải nói cái điều gì mà vị nguyên thủ quốc gia hay là quốc hội giao cho mình nói. Không có thể nào nói theo ý riêng của mình, nhưng mà phải vâng phục. Ở đây thì các sứ đồ đã vâng phục. Khi thiên sứ đến và bảo họ hãy đứng dậy đi, hãy đi, ra đi và rao giảng, thì câu kế tiếp trong câu 21 chúng ta đọc thấy rằng nghe thế các sứ đồ đi vào đền thờ vừa lúc rạng đông và bắt đầu dạy dỗ. Tôi chưa có đọc cái câu này, tôi mới đọc câu 20 thì tôi có sự tưởng tượng thế này. Tôi tưởng tượng là sau khi mà biểu đi, cái mấy ông lật đật đi về, chạy về nhà tắm rửa cái thay đồ. Ở mấy trong tù mấy ngày hôm nay cũng hôi hôi rồi. Rồi sao mình nghỉ chút cho nó khỏe, trong này ngủ không được. Rồi sau đó từ từ tới sáng là đi ra, phải không quý vị? Nhưng mà Kinh Thánh thì không có nói vậy. Nghe thế các sứ đồ đi vào đền thờ vừa lúc rạng đông và bắt đầu dạy dỗ. Hai mệnh lệnh mà thiên sứ bởi Chúa rao truyền đã đến và làm theo đúng như vậy. Đi và ra và dạy dỗ, đi và dạy dỗ, ra đi và rao truyền danh của Chúa. Họ vâng phục, họ làm theo đúng lời của Chúa. Họ không có sợ gì cả. Và chúng ta đọc tiếp, khi mà các thầy tế lễ cả những người Sadducee nói rằng chúng ta đã nghiêm cấm các ngươi không được nói danh này, không được lấy máu người này mà đổ trên chúng ta, thì các ông đã trả lời như thế nào? Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Chúng ta phải vâng phục chính quyền, nhưng mà khi nào chính quyền chống nghịch lại với lời của Chúa, ngăn cấm chúng ta, thì chúng ta phải mạnh dạn sống vì Chúa, chết vì Chúa. Chúng ta phải mạnh dạn trả lời rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Và kế đến chúng ta đọc tiếp ở trong câu 32 nói, chính chúng tôi là những nhân chứng cho các việc ấy cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng lời Ngài. Ai là những người được Đức Thánh Linh cùng cộng tác, cùng làm việc với?
những người vâng lời Ngài. Thưa quý vị, nhiều khi chúng ta ra đi chúng ta sợ, chúng ta không dám vâng lời vì chúng ta nghĩ rằng mình không làm được cái điều đó. Mình đi ra có nhiều người họ nói giỏi hơn mình, họ sẽ bắt bẻ mình. Có nhiều người thông minh hơn mình nói ra họ sẽ bất lý mình không có trả lời được. Rồi có nhiều người họ cũng có những cái cách để mà thuyết phục là không có Đức Chúa Trời, khiến cho ngay cả những người đi ra nói về Chúa cũng nao núng đức tin. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta có Chúa và chúng ta biết chắc là Chúa là cha của chúng ta, cho nên chúng ta không có sợ gì cả. Tưởng tượng một đứa nhỏ nó không có biết gì về cha nó. Nó không có biết ba nó nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu, học thức tới mức nào hay là như thế nào. Nhưng mà nó biết một điều là nó biết đó là ba nó. That's my dad. Bây giờ nói là ông đó hả? Không có đâu. Con nghĩ là có ông đó, nhưng mà không có. Ông đó không phải. Vâng, và tìm nhiều cách để mà chứng minh. Nhưng mà có lẽ là người đó chưa bao giờ gặp cha của đứa bé, cho nên phỉnh phờ đứa nhỏ đó. Và đứa nhỏ nó nghe cái người này sao mà thuyết phục hay quá, thì nó cứ nghi ngờ không biết có cha mình không. Nó cứ nghi ngờ được không quý vị? Không thể nào được. Thì sao? Vì mỗi ngày nó sống với ba nó mà, làm sao mà nó nghi ngờ được. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta sống với Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ, người ta nói gì nói, tại vì họ không biết cho nên họ nói thôi. Họ không biết là có Chúa cho nên họ ráng thuyết phục là không có Chúa. Mà chúng ta là đấng, là người mà sống với Chúa mỗi ngày, chúng ta nghe tiếng Chúa phán dạy với chúng ta trò chuyện với Chúa, chúng ta vâng theo lời của Chúa, chúng ta bước đi theo Chúa, thì làm sao mà chúng ta nghi ngờ được? Chỉ có khi là tại vì quý vị không chịu sống với Chúa, tại vì quý vị không có sự tương giao với Chúa, tại vì quý vị không nghe lời Chúa, quý vị không vâng phục Chúa, quý vị đi theo đường riêng của mình, thì quý vị lúc đó mới nghi ngờ, không biết có Chúa không, không biết Chúa Giêsu có phải là đấng cứu rỗi hay không. Vô lý. Nếu Chúa là cha của chúng ta thì không ai có thể làm chúng ta nghi ngờ được. Nếu mà có người nào nói là ô không có một sứ đức đâu, thì tôi nói ông đâu biết. Nói chuyện gì? Vô lý. Sứ đức là ba tôi biết ông mà, phải không quý vị? Cho nên chúng ta biết Chúa và chúng ta sẵn sàng để có thể nói về Chúa, và chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta nói về Chúa cho những người khác. Chúng ta là nhân chứng. Nhân chứng là những người mắt thấy tai nghe, chúng ta đã sờ được cái Chúa, chúng ta đã nghe được tiếng Chúa, chúng ta đã thấy được Chúa, cho nên chúng ta nói về Chúa cho những người khác. Chúng ta không phải làm chứng về cái chuyện viển vông, nhưng chúng ta làm chứng về cái việc mà chúng ta từng trải. Chúng ta kinh nghiệm Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là chứng nhân của Chúa. Cuộc đời của chúng ta đã được Chúa đụng đến và Ngài biến đổi. Đó là phép lạ dấu kỳ đó quý vị. Nếu mà quý vị chưa có được Chúa đụng đến biến đổi cuộc đời quý vị chẳng có gì để làm chứng hết. Nếu quý vị không có được Chúa đáp lời cầu nguyện, không nghe được sự hướng dẫn của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của quý vị cũng chẳng có gì để làm chứng cả. Chúng ta làm chứng cái điều mà chúng ta thấy, cái điều chúng ta kinh nghiệm, cái điều chúng ta từng trải. Chúa không phải là một cái đấng mà chúng ta nghiệm ra. À, phải có Chúa. Nếu mà tôi thấy có cái bục giảng này thì tôi nghiệm ra là phải có cái người thợ mộc có khả năng để mà đóng được cái bàn này. À, tôi tin chắc là có ông thợ mộc, chắc chắn là có ông thợ mộc. Ông giỏi và ông có khả năng, ông đóng được cái này rất là đẹp, rất là tốt. Nhưng mà đó là ông thợ mộc mà do tôi nghiệm ra. Tôi chẳng biết mặt mũi ông, tôi chẳng có liên hệ gì với ổng cả. Ổng có hay không, hình bóng ra sao tôi cũng không biết. Đối với nhiều người, Chúa là như vậy đó. Chúa là cái đấng mà họ nghiệm ra, ô tôi có mặt đây, như vậy phải có Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa cũng giống như cái ông thợ mộc, chẳng biết ổng là như thế nào, hình bóng ra sao không biết. Nhưng mà thưa không quý vị, Chúa đã đến và Ngài là đấng thần linh. Mặc dù mất cần của chúng ta không có thấy được Chúa, nhưng bởi đức tin chúng ta nhận biết Ngài và chúng ta trò chuyện với Chúa, chúng ta có thể nói chuyện với Chúa, phải không quý vị? Cái ông thợ mộc đó tôi không nói chuyện với ổng được. Ổng có mặt ở đây, có thể ổng chết lâu đời rồi, nhưng mà có Chúa, Ngài là đấng sống và tôi có thể nói chuyện với Chúa được. Tôi nói chuyện và Chúa nghe,
Khi tôi gặp khó khăn, tôi trình bày những nhu cầu lên cho Chúa, Chúa đáp lời cầu nguyện. Rồi sao nữa? Là Chúa là đấng phán dạy với tôi, trong tâm khảm của tôi, trong tư tưởng của tôi, những cái điều gì đó tôi làm, mà nếu tôi làm sai thì có Chúa Thánh Linh cáo trách ngay con làm điều đó không đúng, và Chúa hướng dẫn tôi phải đi theo lời của Chúa. Nếu tôi làm đúng, Chúa khích lệ con hãy tiếp tục làm công việc đó. Và những lúc tôi nản lòng, Chúa an ủi vỗ về khích lệ, và tôi sống với Chúa. Như vậy Chúa không phải là một đấng do tôi nghiệm ra, nhưng là một đấng sống, một đấng thực tại. Ngài đang ở đây với chúng ta, và chúng ta có thể trò chuyện với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, và Ngài phán với chúng ta rõ ràng qua Thánh Linh của Ngài và qua Thánh Kinh của Ngài. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên ở đây chúng ta là nhân chứng cho cái việc đó. Chúng ta đã kinh nghiệm được sự sống lại của Chúa. Ngài sống lại và chúng ta được tha thứ. Chúng ta được có cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúng ta được trò chuyện với Chúa, được có Chúa ở cùng chúng ta, Ngài sống trong chúng ta. Và rồi không phải chúng ta làm công việc đó mà thôi, nhưng cái đếm là chúng ta có Chúa Thánh Linh cùng đồng cộng tác với chúng ta. Chúng ta là những người được đầy dẫy thần linh của Chúa. Chính chúng tôi là những nhân chứng cho các việc ấy, cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những người vâng lời Ngài. Khi chúng ta vâng lời Chúa mà làm chứng nhân cho Chúa, khi chúng ta vâng lời Chúa mà sống cho Chúa, khi chúng ta vâng lời Chúa mà sẵn sàng chết vì Chúa, thì chúng ta có Chúa Thánh Linh cùng ở với chúng ta, cùng đồng làm công việc đó với chúng ta. Chúng ta không thể tự nào tự mình mà có thể thuyết phục người ta vào trong nước Chúa. Thì nếu chúng ta có thể thuyết phục họ vào trong nước Chúa, thì người khác cũng có thể khéo léo đủ để mà thuyết phục họ ra khỏi nước Chúa. Nhưng mà khi Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng của họ, khiến họ được tái sanh, được trở nên con cái của Chúa, thì không ai có thể cướp họ khỏi tay của Chúa. Chắc chắn là như vậy. Không ai có thể cướp quý vị khỏi tay của Chúa. Ma quỷ không thể làm điều đó. Và những người nào mà Chúa Thánh Linh làm việc qua đời sống của quý vị để đem đến với Chúa, thì không ai có thể cướp họ khỏi tay của Chúa. Và rồi những người theo Chúa, những người sứ giả của Chúa thì phải chịu khổ nhục. Câu 40 thì nói rằng họ, tức là những thầy tế lễ cả và các thầy, những người Sa-đu-xê, gọi các sứ đồ vào, sai đánh đòn và cấm lấy danh Đức Chúa Giê-xu mà giảng dạy, rồi thả họ ra. Không biết tại sao chỗ này dịch là thả hai ông ra, nhưng mà thả họ ra, thả những người tín đồ, cái sứ đồ ra. Những người này phải chịu tù, phải chịu bắt và bị đánh đòn. Có thể là phải đối diện với cái chết nữa. Chúng ta sẽ học thấy ông Gia-cơ bị Herod chém đầu, Phi-rơ được Chúa sai thiên sứ tới giải cứu. Nhưng mà họ sẵn sàng trả giá để mà hầu về Chúa. Khi chúng ta đi hầu về Chúa, chúng ta phải trả giá. Họ đã bắt bớ Chúa, đóng đinh Chúa trên thập tự giá, thì họ cũng sẽ bắt bớ, đóng đinh chúng ta. Tôi suy nghĩ, nếu mà một người có ơn của Chúa, một người đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, thì khi mà đi ra giảng tin lành, thì mọi người sẽ tin theo và sẽ đến với Chúa và đón nhận Ngài, và hội thánh sẽ được phát triển. Nhưng mà thưa không, ở đây thì các sứ đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng ra lời của Chúa thì bị đánh đòn. Chứ không phải là người ta tin Chúa, theo Chúa. Nhưng mà họ có nản không quý vị? Không có nản, bạn tiếp tục làm công việc đó. Chúng ta đi ra, có thể chúng ta sẽ gặp những người Chúa đã định sẵn, sẵn sàng để mà nghe lời của Chúa. Có những người họ sẽ chống đối, họ sẽ biếm nhẹ, họ sẽ dèm chê, họ sẽ chống đối đạo của Chúa. Nhưng mà chúng ta biết trước rồi, đó cái giá mình trả, không nhầm nhò gì cả. Phải không quý vị? Chúa đã bằng lòng chết cho chúng ta, chúng ta hãy vui mừng mà chịu khổ vì cơ Chúa. Và các sứ đồ vui mừng trong việc đó, họ có sự vui mừng, những sứ giả có cái sự vui mừng. Vậy các sứ đồ rời khỏi hội đồng, bị đánh đòn một trận, chắc là thiếu một roi nữa là đầy 40 roi. Nhưng mà Kinh Thánh nói như thế nào? Họ vui mừng vì đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Quý vị đi làm chứng cho Chúa có bây giờ bị làm nhục chưa? Tôi có được người ta huân một lần rồi.
Vâng, là đó tôi đi làm chứng ở tại Tampa. Khi làm chứng xong, tôi đi với ông đào tạo, nói với Chúa cho ông đó xong, cái rồi ông không tin Chúa, nhưng mà khi đi ra bắt tay, cái ông kéo tôi lại, cái ông hôn một cái bên má, ông nói là tuổi trẻ tài cao. Nhưng mà cũng có lần tôi cũng đã bị người ta nhổ nước miếng vào mặt rồi. Cái ông này tôi thăm ổng xong rồi cái đi ra, cái ổng nhổ nước miếng vô mặt một cái, rồi cái ổng hối hận sao, ổng lật đật kéo tôi lại cái bồn nước, ổng rửa mặt cho tôi. Nhưng mà chưa có bao giờ bị đánh đòn hết. Do thưa quý vị, nếu chúng ta cứ phải chịu khổ vì danh Chúa thì vui mừng, vì được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Tạ ơn Chúa, vui mừng. Chúng ta bất cứ điều gì chúng ta phải đối diện, chúng ta cứ kiên trì, vui mừng hầu về Chúa. Vậy cái đến là chúng ta thấy rằng hàng ngày trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền tin lành của Đức Giêsu là Đấng Christ. Hàng ngày cứ tiếp tục làm công việc đó, họ không có thối chí, không có ngã lòng, không có khải vì bị bắt bớ bỏ tù rồi đánh đòn mà họ thôi dùng bước và không cứ tiếp tục làm công việc Chúa. Chúng ta có dùng bước không quý vị? Không, chúng ta phải tiếp tục ra đi và rao giảng danh của Chúa. Họ đã tiếp tục để làm việc đó. Khi tôi mới dọn nhà tới ngay chỗ chúng tôi hiện đang ở, thì bên kia đường là có một cặp này, họ cũng mới dọn tới và bắt đầu họ trồng bông. Thì tôi tới, tôi coi mong men lại coi thì họ trồng bông như thế nào. Thì họ nói rằng họ đang trồng mấy cái bông annual, nhưng mà chắc tương lai họ phải trồng những bông perennial. Thì tôi cũng hơi thắc mắc, không biết bông annual với bông perennial nghĩa là gì. Thì ra là bông annual tức là bông phải trồng hàng năm, tức là mình trồng xong tới khoảng cuối thu thì trước khi vào mùa đông thì nó chết, rồi tới tháng mùa xuân mình phải trồng nó trở lại. Đó là bông cái cây hàng năm. Rồi bông mà perennial là cái bông mà mỗi năm nó đều trổ bông hết, tới lúc nào nó cũng trổ bông. Lúc đó thì nhà tôi có cây bông buộc, nhưng mà ít khi được ra bông lắm, là tại vì khi mà nó vừa ra lá được chút xíu là người ta tới ta xén nó mất, cho nên lâu lâu nó mới ra được một vài cái bông. Chừng sau thì nó bị hư đi, là chúng tôi thế vào cái loại bông khác, mà tôi cũng ráng kiếm cái loại bông nào mà khỏi phải trồng mỗi năm. Cho nên bây giờ chúng tôi trồng được những cái bông nhỏ nhỏ, nhưng mà sao nó cứ tiếp tục ra bông như vậy. Và thưa quý vị, Chúa muốn chúng ta làm chứng đạo là giống như cái loại cây perennial, chứ không phải là cái cây annual. Cái cây annual là một năm là được ra một đơn một loạt cái xong rồi thôi, tức là chết, không có làm nữa. Nhưng mà cái bông perennial thì nó ra thường xuyên. Và không phải chúng ta có cái nỗ lực để mà truyền giảng ở trong dịp Thanksgiving hay trong dịp Giáng sinh hay là trong dịp Xuất sinh rồi thôi, đó là nghĩa đó là công tác truyền giáo của thánh chúng ta. Nhưng chúng ta phải làm công việc đó hàng ngày, hàng tuần. Những khi nào Chúa cho chúng ta cơ hội, chúng ta hãy rao ra danh của Chúa cho mọi người. Hàng ngày trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Rao truyền rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Christ. Chúa Giêsu dạy rằng mùa gặt thuộc linh là luôn luôn có, và hôm nay là chúng ta đang ở trong mùa gặt. Sứ đồ Phaolô nói rằng hôm nay là ngày của sự cứu rỗi, bây giờ là kỳ thuận tiện. Người ta sẽ không có đến với Chúa được, không tin Chúa được nếu không có ai rao giảng, và không có ai rao giảng nếu không được sai đi. Chúa đã đến và sai chúng ta đi. Chúa bảo chúng ta hãy ra đi và rao giảng tin mừng của Chúa. Chúa nói rằng công việc ta làm ta cũng giao cho các ngươi, các ngươi sẽ làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa. Chúa Giêsu đã đến để rao truyền về tin lành của nước trời, và Ngài giao công tác đó cho chúng ta. Ai là chiến sĩ thập tự, hãy đứng lên, hãy ra đi, hãy rao giảng tin lành của Chúa. Quý vị có sẵn sàng sống chết vì danh Chúa không? Tôi không muốn quý vị làm điều này một cách hời hợt. Nếu đó là cái điều quý vị thật sự muốn,
nhận thức rằng tôi là tín đồ của Chúa, tôi có trách nhiệm phải đi theo lời hướng dẫn của Chúa. Chúa là đứng đi đầu và tôi sẽ đi theo Ngài. He is my leader and I am his follower. Nếu quý vị thật sự muốn bước đi theo Chúa, bước đi theo con đường của Chúa đã vạch ra, có thể là con đường khổ nạn, nhưng sẵn sàng sống chết vì danh Chúa. Xin mời quý vị hãy cùng tôi đứng lên và chúng ta sẽ đứng với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con hổ thẹn vì trong những ngày qua chúng con đã thờ ơ, chúng con trễ nải trong sự rao truyền ra danh của Chúa cho đồng bào của chúng con. Chính lời Chúa đến với chúng con sáng hôm nay thúc giục chúng con, nhắc nhở chúng con về công tác trọng đại mà Ngài đã giao phó cho chính chúng con. Xin cha Ngài cho chúng con được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Chúng con biết rằng khi chúng con vâng lời Chúa, làm công việc Chúa, thì chính Thánh Linh Ngài sẽ đồng công với chúng con, ban cho chúng con sự khôn ngoan, ban cho chúng con lời để chúng con phải rao ra. Chơi xin cho chúng con là những nhân chứng của Chúa, để chúng con kinh nghiệm Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Chúng con nghe được tiếng phán của Chúa, vâng theo lời dạy của Ngài, và chúng con nhận được những phước hạnh lớn lao của Cha ban cho chúng con. Và chúng con là những người được tương giao với Cha, sống trong mối tâm giao ngọt ngào ở trong tình yêu thương của Cha, và chúng con muốn san sẻ tình thương đó cho mọi người. Xin Cha Ngài giúp cho chúng con, xin tha thứ cho chúng con và thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con sống với cho Chúa mỗi ngày, và nếu cần sẵn sàng để chết vì Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.